Thực hiện nghị quyết số 46 ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam. Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 46 và nghị quyết đại hội 8. Trong đó nêu rõ cần cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong hai nghị quyết trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các cấp hội và tình hình thực tế của địa phương, tạo sự chuyển biến thực chất, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội và phong trào nông dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Chương trình hành động này sẽ là cơ sở để ban thường vụ Trung ương Hội và Hội nông dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện hai nghị quyết nêu trên ở cấp mình và chỉ đạo thực hiện ở các cấp hội. Tại hội nghị, nhiều vấn đề lớn của công tác hội đã được nêu ra, trong đó nhấn mạnh về những mục tiêu cụ thể như: hàng năm phấn đấu kết nạp từ 200.000 hội viên nông dân mới trở lên, thành lập mới 5.000 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 500 chi hội nông dân nghề nghiệp. Đặc biệt, hội nghị cũng đưa ra các nhiệm vụ đột phá đó là đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân và cán bộ hội các cấp. Để đạt được những mục tiêu trên, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2023-2028 là rất nặng nề. Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 46 và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị có vai trò rất quan trọng của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nói riêng và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên cả nước nói chung.